Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trong miền đã quay trở lại với kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, cho này niềm vui trong mọi cuộc sống nha. Thì hàng hôm nay bắt đầu về cho anh em ha. Nói chung là hàng hôm nay về thì rất là nhiều nha anh em nha. Đó, thì bãi giờ nó ra đầy rồi anh em ha. Mà giá thì anh em cũng biết rồi ha. Thì tầm ít bữa nữa, chắc tầm ít bữa nữa giá nó sẽ điều giá lại, thì Ngọc sẽ bán lại giá như vừa rồi, năm vừa rồi của anh em ha. Thì giá giờ nó hơi căng xíu thì nó cũng không gác dập bao nhiêu đâu, nó tầm có mười mấy hai chục ngàn trở lên thôi anh em ha. Thì hôm nay có cưa này anh em, cưa này con cắt đá này, con này nó bự xương mà nó đẹp như mới luôn nè. À, cưa này, cưa G300 này, cưa G300 đẹp như mới luôn anh em ha. Con cưa hôm nay toàn về đẹp đẹp không à, bơm nước được hai ba con ha. Rồi có một số bình cho anh em ha, đó, số bình cho anh em nè ha. Bình thì giờ này giá căng lắm, chắc không có lấy bình lớn nở ha, để chờ ít bữa nữa giá nó ổn định là Ngọc lấy bình lớn về cho anh em nha. Cưa thì được còn số cưa này cho anh em ha. Đó. Còn số nói chung là hàng đây thì anh em cũng biết rồi ha, hàng này hàng chưa dọn thì bán theo hình thức trên video này, có sao bán y như vậy cho anh em nha. Thì tình trạng là con nào mồi săn nổ thì Ngọc bán theo mồi săn nổ, còn con nào chưa nổ thì Ngọc bán mùi cho anh em luôn ha. Thì có một số cho anh em lấy phụ tùng, thì hàng máy sát thì cho anh em lấy phụ tùng, thì anh em nào có tay nghề thì làm lên máy được thì mình làm nha, còn cái nào mình làm không được thì mình em ra thợ hay là mình để dành làm phụ tùng. Thì toàn bộ mấy cái máy sát này thì anh em biết rồi ha. Con nào nổ thì Ngọc bán theo nổ, con nào mà chưa nổ thì Ngọc bán màu, là anh em về nhà cái tay nghề cao thì anh em làm được hết ha, anh em có tay nghề là làm được hết. Nay được phát điện nè, hai đầu máy robin nè ha, ba đầu lấy luôn ha, đầu nổ thì ba đầu, cốt thẳng thì được hai đầu, cốt xéo một đầu, hai cây cần ha. Và bơm ti vuông, sao cái bơm nén này sao Ngọc thấy cho nó đẹp dữ ta ha. Đó, số cho anh em lấy phụ tùng ha. Thì anh em lưu ý ha, hàng này hàng chưa dọn mà ship là ship toàn quốc, đều có một cái là không bao phí vận chuyển nha, cắt cỡ thì được 3-4 cây ha, 5 cây ha. Đó. Rồi, nói chung là hàng này thì bán theo hình thức trên video này, anh em coi kỹ dùm cho Ngọc nha. Thì anh em bà con coi cho kỹ thì kỹ anh em chốt hàng ha. Chứ hàng hóa là anh em cũng phải coi lại từ đầu tới cuối, là Ngọc sẽ nói những cái nào là anh em nhớ anh em chốt hàng ha anh em ha. Nhiều khi anh em không có coi khúc đầu toàn vô tu vô trong á, là anh em không có hiểu Ngọc nói như thế nào. Đó. Thì hàng là hàng chưa dọn thì có sao bán theo hình thức trên video này, con nào mồi săn nổ Ngọc bán theo mồi săn nổ, con nào mà chưa nổ thì Ngọc bán, con nào mà chưa mồi săn nổ thì Ngọc bán mù luôn, sống chết có số với anh em luôn ha. Thì nhiều lúc cũng có con là Ngọc đem trong bãi trong đó nó mồi săn nổ về đây thì nó không nổ thì Ngọc cũng bán lỗ thôi, chứ giờ biết sao giờ ha anh em ha. Thì anh em bà con coi lâu ngày thì anh em cũng biết rồi ha. Đó, tình trạng là máy móc thì có sao bán theo hình thức trên video này nè, đó đầy luôn nha anh em nha. Thì hàng rẻ rẻ thì mấy cái xác thì bán rẻ rẻ, thiếu đồ thì bán rẻ rẻ cho anh em ha, cho anh em về anh em sàn đồ hay là lấy đồ hay là dọn máy tùy anh em nha. Thì anh em bà con nào yêu thương Ngọc, mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha bà con nha, để Ngọc có tinh thần tìm những con máy về phục vụ cho bà con thường xuyên hơn ha. Thì theo comment YouTube thì Ngọc đem về cho anh em hết rồi nè ha, còn thiếu những cái gì nữa thì cứ comment mạnh tay vô thì Ngọc sẽ tìm được cho anh em ha. Đó, thì tìm là phải từ từ ha, hình như khúc nào có là khúc nào không có nha anh em nha. Đó, rồi bây giờ vô vấn đề chính nha anh em nha. Đầu cục số 0 này là vô cho anh em là một con Suzuki ha, Suzuki nằm trên đầu máy đời OHV ha, đầu máy đời OHV nè, máy móc thì đẹp nha. Đó, đời OHV, OHV nằm đâu, à đây đời OHV nha anh em nha, lóc máy lóc thác nó thì nằm đây nè, lóc nó là SV126 nha. Đó, nồng xéo nha, con này nồng xéo nha anh em nha, nồng xéo ha. Rồi giật máy con này luôn. Tắt bật chưa? Đó. Máy móc quá đẹp nha. Nghe mình nghe máy ru luôn nha anh em nha. Máy này ru luôn ha. Thì con này là điện 100V ha. Nó tương đương là 2,1 kg rồi, Ngọc hỏi kỹ là con này tương đương 2,1 kg. 2,1 kg nha anh em nha. Thì 2,1 kg thì mồi săn nổ như vậy. Thì Ngọc sẽ để cho anh em là mẫu mã thì nó như vậy ha. Điện 100V này ha. Đó. 2,1 kg thì Ngọc sẽ đổi cho anh em giá 2,1 triệu nha, 2,1 triệu anh em ha, 2,1 triệu nè, mã số 0 nè ha, mã số 0, 2,1 triệu nha anh em nha. Đó là cái đó là Nhật nó quét cái sơn làm dấu á nha anh em nha, chứ không phải là Ngọc sơn nha. Ngọc vô cho anh em là một con Rubin này ha, EI20 ha. Dàn áo này thì nó hơi dày thì không quan trọng đâu, chữ úi lóc máy lóc ác thôi ha. Đó, con này động cơ nó 5 ngựa này ha, anh em thấy là động cơ nó 5 ngựa nha. Mẫu mã thì cũng còn tương đối cho anh em nè, cái này về rửa là xíu nó đúng đẹp luôn. Nắp bo e đầu đầy đủ nha, nắp bo e đầy đủ nè ha. Quay lại cốt thẳng tua nhanh, đuôi chuột này nha, đuôi chuột nè, cốt thẳng tua nhanh nha anh em lưu ý nha. Về giật máy đây dính nè,
con này thì là cốt xíu tôi nhanh, bình xăng thì nó hơi ấy cái, giờ anh em kiếm gì thẩu lên cho nó lên nha, là lấy cái bình hơi á, bình hơi xe máy thẩu lên cho nó phù lên ha, mà cũng không sao đâu, đổ xăng vô là nó hút xăng xuống à, đúng vậy à, ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là cốt thẳng tôi nhanh nha, đỡ cho anh em giá là 1,2 triệu nha, 5 ngựa đuôi chuột mà số mấy, mà số 1 nè ha. Rồi số 2 nè, vô cho anh em là một con EE20, con này không có bình xăng, con này đẹp như mới luôn à ha. Cái này đẹp phải tầm 90% anh em, về rửa nó đẹp phải tầm 90%. Ừ. Cũng là đuôi chuột luôn nha, ốc tán nó nè. Ha. Đẹp phải 90% nha anh em nha. Đó, con này không có bình xăng nha. Đó. Này về rửa đẹp lắm. Rồi giật mấy con này luôn. Cốt thẳng tôi nhanh nha. Động cơ 5 ngựa. Con này thì về rửa là đúng bài luôn nè anh em ha. Coi nè. Anh em coi dàn ốc nó nè, thấy đẹp không? Khá đẹp nha anh em nha. Mẫu mã này con này khá đẹp nè ha. Đẹp xuất sắc luôn ha. Mẫu mã này khỏi phải bàn rồi. Rồi con số 2 này thì Ngọc sẽ đỡ cho anh em, con này nó cũng 5 ngựa luôn nha. EE20 5 ngựa, Robin EE20 5 ngựa luôn. Con này đỡ cho anh em nắp E đầy đủ nè, đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu luôn nha. Mà số 2. Rồi số 3 vô cho anh em là một con Subora ha. Subora con này động cơ 5 ngựa nha. Động cơ 5 ngựa nè ha. Động cơ 5 ngựa 2000 nè. Đó. Cốt xéo tua chậm nha, này gắn chích thuốc nha anh em nha. Hay là gắn máy xới tùy anh em nha. Rồi giục mấy con này luôn. Rồi, con này rửa là thì đúng bài luôn ha anh em ha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn rồi. Con này đẹp như mới luôn à, bình xăng à. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha. Rồi, con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu mốt nha. Mã số 3 nha anh em nha. Mã số 3 thôi, về nhà mồi xăng vệ sinh là bình xăng con hết nha anh em nha. Lưu ý nha. Vô cho anh em là một con Zubi của người Echo ha, 22 nòng 32 ly. Con này đẹp thì rồi, khỏi phải bàn rồi ha. Mẫu mã tay lái nè. Đẹp xuất sắc luôn ha. Đó, tay lái chắn kẹp đầu bò đầy đủ nha. Con này nòng 32 ly ha. Quá đẹp luôn, Zubi luôn, đời của con Zubi luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Vậy xin là bình xăng con nó đúng bài luôn ha anh em ha. Ừ. Mẫu mã đẹp nha. Ừ. Bình xăng còn mới chết à ha. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Tay lái nè, ra bóp nè ha, đẹp nha. Đó. Rồi con này chỉ kẹp đầu bò thì đầy đủ rồi ha. Con này đỡ cho anh em giá nó là 850 nha. Mà số 4. Rồi số 5 vô cho anh em là một con Tanaka ha. Con Tanaka Made in Japan nè ha. Mẫu mã con này cũng còn đẹp nè, tay lái chắn kẹp đầu bò thì đầy đủ rồi ha, siêu vip luôn, xài chống quanh bồ rồ, tay đỏ một kim ha, tay đỏ một kim, mẫu mã đẹp cực kỳ, con này tâm rời 260 nha, con này nòng 33, 34 gì anh em, Tanaka này hình như nòng 33, 34 gì đây nè, hình như là nó 33, 34 gì á, Ngọc cũng không nhớ nữa. Mẫu mã còn khá đẹp nha anh em nha. Đó. Rồi con này thì tâm rời 260, giờ gắn xịt thuốc là đúng bài luôn nè ha. À, xịt thuốc đúng bài luôn, tay cần nè. Chỉnh kẹp xe đầu bò đầy đủ rồi ha. Con này thì Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 900.000 nha, 900.000. 5. Con này là 1 là 24, 2 nữa là 25 nè. Nếu 25 thì nòng 34, mà nó 24 là nòng 33 nha. Đó, lưu ý ha. Vô cho anh em là một con Mitsubishi, một con Kawasaki ha, TG nha. TG mà kêu bãi nó lên dùng cái trái ngang nè, cái trái gà bữa giờ mấy anh kêu là lên, có anh nào dặn là kêu lên cái trái lên chớ hai kim dùm nè. Đó, xài chớ quanh bồ rồ nha, hai kim là cái chớ mới mà chớ quanh bồ rồ nha anh em nha. Chén kẹp thì đầu bò, cái bình xăng con này cũng cả 100.000 rồi, chén kẹp đầu bò đầy đủ nha. Đó, giờ anh em coi nè, TG 20 nha. Đó. Con này thì tâm rời 260 nha anh em nha. Đó, bô nè, còn đẹp nha. Mẫu mã ốc ác đâu cũng còn đẹp nè, thấy không? Còn khá đẹp nha anh em nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi con này thì Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Bữa nay nó có cái miếng đỏ đỏ đó là để chặn cỏ nha anh em nha. Đó, đời mới nó vậy á. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 780.000 nha. Mã số 6. Số 7 vô cho anh em là một con Tanaka nha. Tanaka ha, con này siêu đẹp nè. Tanaka này nó là 4502 nha, 4502.
nó cứ tung rời nè. Mình giật trước nha, nó giật trước, tay lái chắn kẹp đầu bò đầy đủ ha, tay lái chắn kẹp đầu bò đầy đủ là giật máy của này luôn. Về nhà vệ sinh lại bình xăng con nha anh em bà con nha. Rồi con này để giá ưu đãi cho anh em ha, 700.000 nha, 700.000 cho bà con nè, 700.000 mã số 7 ha, số 7. Rồi vô cho anh em là một con. Con này Shingu 21 nồng 32 ly, nó là thuộc dạng là của thằng Shingu mà nó là đời của thằng thằng gì? Thằng Echo đó nha anh em nha, Echo đời mới Shingu gì Echo đời mới gọi là thằng Shinbura anh em ha. Đó. Đây, ở Shindawa chứ, Shindawa. Rồi, đây tiếng kẹp cho gì tay lái là tay lái hợi nha anh em nha, tay lái hợi nè ha, tay lái hợi. Rồi giật máy con này luôn. Về nhà vệ sinh lại bình xăng con nha anh em nha, lưu ý ha. Rồi, tay lái hợi nè, chắn kẹp đầu bò thì đầy đủ rồi anh em ha. Rồi, mẫu mã thì khỏi phải bàn rồi ha, đẹp xuất sắc luôn ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là lòng 32 ly, đỡ cho anh em giá con này 750.000 nha, 750.000 mà số mấy? Số 8. Số 9 nè, vô cho anh em là hôm nay xả con này cho anh em luôn nha, xả giá luôn ha. Vô cho anh em một con Echo nha, Echo 450 ha, 450. Áo bưởi nha, áo bưởi nè ha. Nắp bưởi đầy đủ nè. Cái đây là thằng Nhật nó cột chứ Ngọc không cột nha. Cái này là phun con xả lúa được nha. Bình này là đựng được từ 15 kg đổ lại nha. Rồi giật máy con này luôn. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha. Dây đeo dây riết đầy đủ nè ha. Đó, thì bình này đựng được từ 15 kg đổ lại thôi nha. Phun phân xả lúa ha. Nè tay Ngọc dính nhớt nè. Nha, máng dự máng xả lúa phun phân nha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha, đẹp xuất sắc nha anh em bà con nha. Rồi con này Ngọc sẽ đổi cho anh em giá nó là 780.000. 9. Vô cho anh em làm một con để thổi lá thôi nha. Này về để thổi lá thôi nha bà con cô bác nha ha. Đó. Thì tiền cước thì anh em cũng biết rồi ha. Tiền cước nó rẻ à. Mẫu mã nè, dây đeo dây riết nè. Rồi giật máy con này luôn. Về nhà thiếu nắp bô e nha, về nhà để thổi lá đồ xung quanh nha. Cho anh em giá nó là 550 về cho anh em bà con đỡ thổi lá nha. 550.000 nó có cái bình mà nó bể mất tiêu rồi. Mà số 10. Rồi số 11 nè, số 11 vô cho anh em là một con MD 30 nè ha. MD 30 nha, hàng hợi, hàng VIP nha. Siêu VIP luôn, mini luôn. Bình này đựng được từ 10 kg đổ lại dành cho người lớn tuổi nha. Phun phân xả lúa được hết nè, ha. Thổi lá đồ được luôn ha. Đó, MD nha. Dòng MD thì anh em biết rồi, bình xăng dưới thì nó siêu VIP rồi. Bô thì còn mới chát nè, anh em thấy không? Bà con ha. Rồi con này thì mẫu mã còn quá đẹp luôn ha anh em ha. Đó, khá đẹp luôn. Con này đỡ cho anh em giá 1 triệu nha. Mã số 11. 12 nè. Vô cho anh em là một con phun phân xả lúa nha. Con này không có bình là của đời của thằng Esaki. Nó là 501 này ha. Con này 50 sơ sơ, nồng 40 ly, dây giật cùng mới chát luôn nè ha. Rồi giật máy con này luôn. Giờ giảm dây ga lại một xíu nữa là được nha anh em nha. Giảm ga lại xíu nó được nè. Mẫu mã nó nè ha, đẹp xuất sắc nha. Rồi, bình không bởi không nứt nha. Đó. Rồi con này đổi cho anh em giá nó là 750 nha. Mã số 12, này là giờ kiếm bình bỏ vô đúng bài luôn. Rồi, 13 vô cho anh em nè. Một con Ajax 320 nha. Con này là đổi phun phân xả lúa gì. Con này y sơi thế bị đứt dưới đây nè. Nhìn bích tông nó nè, bích tông nó thì còn trắng trắng nè ha, nó dính chút nhớt nè. Con này giật được nha, bán sát cho anh em nha. Giật máy đi. Rồi con này giật được nè. Rồi con này bình tầm cỡ 10 kg đổ lại thôi nha. Rồi cái này đỡ cho anh em giá nó 300.000 thôi ha. Giờ nhà anh em tự chế cháo đồ. Mã số 15. Bao nhiêu? Mã số 13 nha, 13 thôi anh em ha, 13.
Rồi 14 nè, 14 vô cho anh em làm một con này, anh nào dặn hôm bữa giờ đây nè, dặn quá trời luôn ha. Đó, dặn đầy luôn. Cái kiểu như vậy này chụp hình gửi qua cho Ngọc mà Ngọc quên cái Zalo đó rồi ha. Nè, không có nắp nha. Không có nắp. Này hình như là đời của thằng G4 sơi hay sao á. 4 sơi hay 5 sơi gì á. Ừ, con này giật được nè. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là con này xài đời xài phích lửa nè, 4 sơi hay sao á ha. Đó. Hình như con này nó chế được xịt thuốc được hay sao anh em à. Hình như nó xịt thuốc được luôn anh em. Chế được xịt thuốc á ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 480 nha. Mã số 14. Tả luôn. Vô cho anh em là một con cưa cua lốc ha. Con này là 5.5 DX ha, DX nè, 5.5. Con này thì mẫu mã nè, lam nè. Lam Latin thì bao đẹp cho anh em. Lấy miếng vải vô. Lam Latin là bao đẹp cho anh em nè ha. Đó, lam Latin nè anh em thấy không? Đẹp xuất sắc luôn. Lam này dài tầm cỡ 4 tấc rưỡi đổ lại thôi nha. Làm dài nếu phủ bì chắc cỡ 5 tấc không ta. Một gang nè. Rồi 4 tấc ha, 4 tấc nha anh em nha. Giải 4 tấc nha anh em nha. Đó, mẫu mã là lam nè, còn đẹp xuất sắc luôn nha. Lam nè, Latin nè anh em thấy không, đẹp cực kỳ luôn nha. Cái này lâu ra là thấy rõ luôn rồi ha. Lam rinh của nó luôn á, đời hàng Mỹ xuất Nhật nha. Con này hàng Mỹ xuất Nhật, mẫu mã thì đẹp từ dưới lên trên rồi ha. Đó. Rồi giật máy đây, con này mạnh lắm. Con này có xả áp nha anh em nha. Do nó hôm do nó đi công về là nó chóc sơn rồi, bữa có cây cũng đi rồi nè. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 1.400.000 nha, 1.400.000 ha. Nhiêu? Mã số 13 nè. 15 hả? 14 chưa có mà. 15 nha anh em nha. Đây đây đây. Rồi, vô cho anh em là một con số 16 ha. Con này là gọi là Petner ha. Petner con này siêu VIP luôn. Đó. Dàn áo dàn lông nó đẹp xuất sắc nha. Đẹp cực kỳ ha. Anh em coi nè, rất đẹp. Nó là 129 nha, K129, con này nó đẹp phải như mới luôn á ha. Khá đẹp luôn nè anh em thấy không? Quá đẹp ha. Đây. Nó có cái in gì của thằng Nhật, nó đổi cái miếng dán gì trên đây nè, ha. Mã số series á. Rồi giật máy đi. Từ từ bật công tắc ra. Về nhà vệ sinh là bình xăng con nó đúng bài luôn. Cái lưỡi của con Nhật nó dày cỡ này nè anh em thấy không? Nó còn như này nè, này là để cắt sắt nè. Còn anh em về nhà muốn cắt tường là anh em tháo cái lưỡi này ra để cắt tường nha. Này đẹp như mới luôn, này còn dính chút đất luôn nè, thấy không? Anh em coi nè, mới cái lâu thôi nha. Đó, về nhà anh em là tự vệ sinh lại ha. Đó, con này rửa là đẹp lắm chứ không phải dàn dừa đâu nha anh em nha. Rồi, con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá 1.700.000 nha. Con này là bao đẹp cho anh em luôn á. 1.700.000 về nhà vệ sinh lại bình xăng con là đúng bài luôn ha. 1.700.000 thôi ha. Một triệu bảy nha, 1.700.000 nha ha, 1.700.000 nha. Mã số là 16 nha. Mã số 16, 1.700.000 nha anh em nha. Vô cho anh em là một con Echo 304 nha ha. Con này là Echo 304, con này thì bao đẹp cho anh em luôn nè ha. Nó mất mấy cái tem mà, cái tem nó bị mất rồi nha. Ủa chỗ này nó bị mẻ một xíu rồi anh em à. Nè, cái này nó có mẻ một xíu nha, không đến nổi đâu. Lam thì anh em khỏi phải bàn rồi, cái lam nó đẹp như mới luôn. Cái lam này chắc phải bán phải 600.000 nha. Lam 4 tấc nha, lam Echo nè. Anh thấy anh em thấy cái lam không? Đã không? Nhật nào mà gắn cái lam mà gắn ngược nữa nè, thấy không? Nhật này gắn hoa lao à. Anh em thấy không? Đẹp không? Mặt trước, mặt chiền là bao đẹp cho anh em luôn nha. À, bao đẹp luôn nha. Nó có cái tem nữa mà rớt mắt là nãy là có cái tem trên này nữa nè. Thank you.
thì cái này ăn cái lam không à, làm 600.000 trời ơi. Làm này mà ông bãi ông nói cho trời ơi, làm này phải ăn 600.000 này. Chỗ này nó ghi, nó đánh dấu nè anh em ha, nó đánh dấu nè 851 này, bệnh nhật nó đánh dấu á. Rồi con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1.350.000 nha, mã số 17 18 này vô cho anh em này ha. Cái chỗ này nó bị cái gì mà sụp xịt, có cái lỗ dưới đây. Vô cho anh em nè, một con G320 nha, G320 ha. Chỗ này như nó bị răng xíu chỗ này nè anh em ha. Bô còn đẹp mùi mấy trắng sáng chân à ha. G320 nha anh em nha. Đó. Con này thì Ngọc không biết chỉnh gió, giờ nhà anh em chỉnh gió lại nha. Hay là vệ sinh lại bình sân con nha. Cái này thì Ngọc không biết chỉnh gió đâu, làm dài 4 tấc đổ lại nha. Con này khá đẹp luôn ha. Con này đẹp phải như mới luôn á. Mà Ngọc không biết chỉnh gió không? Chỉnh gió lại, ổng kêu là giờ chỉnh gió lại nữa là xong à. Nhưng Ngọc không biết chỉnh, anh em giờ chỉnh nha. Con này đỡ cho anh em giá nó là 1.300.000 nha. Ồ, con này đẹp như mới luôn à. Con này thì khỏi nói rồi ha. Cứ hôm nay về đẹp đẹp không à. Anh em coi nè, đẹp không? Quá đẹp nha anh em nha. Đó. Rồi, đỡ cho anh em giá 1.300.000, 1.300.000 nha anh em nha. Mã số 18 ha. Rồi 19 vô cho anh em là một con ruby ha, tay cục nha. Con này nó với lại thằng G300 tay cục là như nhau nha anh em nha ha. Nó này như nhau luôn ha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn rồi, đẹp xuất sắc luôn. Bô còn trắng tinh nè, đẹp không? Lam nó nè ha, lam có chữ ruby luôn kìa ha. Cái này cắt lăng tua nữa là cái vàng xét đó, chờ ở mặt lam này đã rớt hết rồi ha. Mình nhưng mà phải cưa nha đó. Mẫu mã nè, hơi dơ dơ về rửa lần xíu nữa đúng bài luôn ha, đẹp xuất sắc luôn. Tay lái nè, đẹp không anh em thấy không? Rồi giật máy con này luôn. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 1.250.000 nha. Nhiêu? Mã số 19 ha. Về nhà vệ sinh là bình sân con hoặc chỉnh gió garanti tiền em nha. Vô cho anh em tiếp một cây cưa tay cục nữa nè. Đây là của thằng cơ mít su nè. G300 nha. Con này là G300 ha. Đó, tay cục ha. Làm dài 3 tấc lưỡi đổ lại thôi nha anh em nha. Có chữ Geno cơ mít su này ha. Chỗ này thì bị nứt xíu xíu nhỏ 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 ngay chỗ đây nè. Không sao đâu nha. Đó. Bồ đẹp xuất sắc luôn. Bồ trắng tinh nè ha. Đẹp cực kỳ luôn nè. Coi nè. Khá đẹp nha anh em nha. Có chữ Geno ha. Con này màu đỏ đẹp tươi, đỏ tươi luôn. Rồi giật máy con này luôn. Đẹp nha anh em nha, con này đẹp như mới luôn rồi, ha anh em ha. Cưa hôm nay về là toàn đẹp đẹp không nha anh em nha. Đó, Ngọc quay chi tiết cho anh em mà đẹp đẹp không à ha. Rồi con này đợi Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1.350.000 nha. Nhiêu? Mã số 20 nha anh em nha. 21 vô cho anh em là một con Makita nữa này ha, làm dài nè, 4 tấc nè, anh em thấy không? Làm dài 4 tấc nha. Đẹp. Con này khỏi cần vú bơm nha, bỏ vú bơm luôn, kéo e ra là xăng nó lên à. Con này đẹp như mới luôn nè, này dính chút đất nè. Con này đẹp khỏi phải bàn rồi ha, đẹp từ trong ra ngoài luôn ha. Mặt trước nè, đẹp không? Em thấy không? Đẹp cực kỳ nha, Makita ha. Đó, khá đẹp nha. Con này thì bao vip cho anh em rồi. Sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1.300.000 nha, 1.300.000 ha, đẹp cực kỳ luôn. 1.300.000 nhiêu? 21. Rồi vô cho anh em là một con Hitachi ha. Con này là CS33 nha, con này là CS33 ha. Con này thì bô nó còn đẹp xuất sắc luôn. Hitachi đẹp cực kỳ nha. Hitachi này tay cục này đẹp quá đẹp luôn, con này đẹp như mới luôn. Có bộ làm xích, trời ơi, Hitachi, cái chữ đó Hitachi nè, làm có chữ Hitachi luôn nha. Con này thì nó là CS33 ha, đẹp xuất sắc luôn nha. Làm dài 4 tấc đổ lại nha. Đó.
thì nói chung là cưa hôm nay về toàn đẹp đẹp không nha, con nào cũng thấy nó đẹp như mới không à ha. Cưa bữa đây dành với lại mấy ổng là toàn cưa đẹp đẹp không à. Rồi con này để cho anh em giá 1.350 nha, 1.350 có bộ có cái làm luôn này, nó đi theo bộ nó luôn á, 1.350 nha anh em bà con nha, 1.350 22 vô cho anh em làm một con gì, một con Singu 35S nha anh em nha. Con này thì đẹp rồi ha, ốc vàng trái luôn, xài chơi nè, anh em thấy cục chơi không đó. Đẹp nha, làm dài 4 tấc đổ lại nha, cây lam cũng còn đẹp còn mới chát à ha. Nè mặt trước nó nè đẹp cực kỳ luôn nha đó. Quá đẹp nha anh em nha, anh em thấy đẹp không, vàng ốc ác luôn, cái bôi còn mới chát luôn nè anh em thấy không, nồng rồi con, nồng rồi trời ơi. Rồi giật mấy con này luôn. Sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1.300.000 luôn nha anh em nha. Nhiêu? Mã số 33, con này đẹp. Mã số 23 nha. 23, con này đẹp nè anh em. Rồi, vô cho anh em là một con Aston ha, Aston. Aston này gọi là Aston 031 nha anh em nha, 031 ha, 031. Đẹp nha, 031. Đây đây đây. 031 này nha. Bỏ cưa lên cắn. Rồi, giật máy con này luôn. Giá 1.100.000 nha anh em nha, 1.100.000 thôi. Nó thiếu nắp boe nè, nó răng trung trắng rồi nó nằm trong đây nè. Rồi 1.100.000 nha anh em nha, 1.100.000 thôi. 1.100.000 nè. Tiền cước con này có 45.000 nè. Nhiêu? 24. Con này nó nặng vậy chứ mà 45.000 tiền cước thôi nha. Vô cho anh em là một con Rubin ha. Rubin này 04 nha anh em nha, 04 nòng 40 ly. Con này xài đời Isoy nè. Hình như nó xài đời Isoy hay sao ạ? Nói chung là cái con này thì nó chỉ thiếu cái thùng nữa thôi. Anh em thấy bữa đây Ngọc lấy hàng về toàn đẹp đẹp không anh em thấy không? Mấy con mồi săn nổ đẹp đẹp không anh em thấy không? Đã không? Ốc tán thì không phải là Ngọc nó dốc đâu chứ, ốc tán cái này thì thôi rồi. Tại vì bơm nước là không có được nè, bơm nước chỉ giật lên thôi. Mấy ông chú ông nói với Ngọc vậy đó. Đó. Mẫu mã thì nói chung là con này thì nó không có chỗ nào chê rồi ha. Anh em coi nè. VIP không? Rồi, con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 1.200.000 nha. Mã số 25. 26 vô cho anh em là một con Kawasaki ha. Con này nó gọi là TF22 bơm nước ha, bơm nước nè. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha, đẹp xuất sắc luôn. Con này lưu nước nó là cái con nãy quên nói, cái con Rubin nãy quên nói lưu lượng nước rồi, mà nó con đó thì nó mạnh hơn con này nha. Con này thì 1 phút của nó 110 lít nước trên 1 phút nè. Cái con hồi nãy thì 120 lít 135 lít nước lận. Nó đẩy tầm xa, đẩy tầm cao thì được 35 mét nè. Đó, ống hút xả 34 hết nha. Rồi, về nhà vệ sinh là bình xăng con nữa nha anh em nha. Giật máy đi. VIP ha. Con này hôm nay đỡ cho anh em 900.000 nha. 900.000. Nhiêu? 26. 27 vô cho anh em là một con gửi 25 ha, hàng Thái xuất Nhật nha. Con này thiếu bố nè, còn hai cái ốc nè. Con này rất trên đầu dịch thuốc xuống nè. Con này hàng Thái xuất Nhật nha anh em nha. Rồi giật mấy con này luôn.
con này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu nha, về anh em làm tiếp nha. Nó mồi săn nổi rồi đó nè, in lóc đàng hoàng cho anh em nè, về rửa đàng xíu cũng đẹp luôn ạ. 1 triệu số 27. Có cái ông nậu này mà ở từ bữa giờ mà anh chưa đi được này nè, kêu bãi nó dọn lên giùm mà giờ để đấu xịt thuốc rồi mấy ổng không lấy hay sao á. Này mồi săn nổ lại, về nhà chỉnh gió và xin lại mồi săn con à. Con này nòng 32 33 gì á, G 2 đôi. Rồi con này bán cho anh em 450 à. Nhiêu? 28. Hai chín vô cho anh em con Makita nha. Hả? Con Makita này, con này lam xích nó còn nè, lam xích của Magu này, thấy đẹp không? Con này thì nhìn vô thì còn mình săn con kìa, kìa ha, mình săn con còn kìa, mẫu mã thì cũng còn tương đối nha. Con này thì giật được nha anh em nha, con này giật được nè. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 800.000 nha, 29. Sao đưa mấy sao đưa 30 vô cho anh em một con ít tinh 015 nè ha, con này siêu vip nè, đẹp cực kỳ luôn nè, quá đẹp nha. Con này đẹp quá đẹp luôn nè ha. Răng chén bát nằm dưới đây nè ha. Đít đát rồi còn đã lắm nha. Con này giật hơi tốt nha. Hơi giật còn căng nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá 500.000 nha. Mã số 30. 31 vô cho anh em là một con cua lóc nhựa nha. Cua lóc này của Mỹ nè ha. Con này cũng còn được nè. Mẫu mã nè ha. Bình xăng con còn nha, bình xăng con còn nha anh em bà con nha. Rồi giật máy con này luôn. Rồi con này giật hơi tốt nè. Rồi bán dày luôn cho anh em bán mù luôn ha. Mấy con dày là bán mù luôn nha, 500.000. Nhiêu? 31. Đưa hết cái dòng bên kia qua đây cho con đi. Vô lên đóng đây nè. Vô cho anh em là một con Tanaka ha. ECS 506 nha. Đó, made in Japan này ha. Con này bình xăng con còn kìa anh em thấy không? Đó. Nhưng mà nó thiếu cái ốp lam nha. Con này thiếu ốp lam nha anh em nha. Đúng rồi, con này thiếu ốp lam. Ồ, răng chén bát cũng còn đẹp nè. Quá đẹp nha anh em nha. Giật hơi cho bà con nè. Hơi còn tốt luôn ha. Thiếu ốp lam thôi nha. Nè, có số điện thoại của bên Nhật luôn nè. Nè, anh em nào liên hệ qua bên Nhật nha. Lấy hàng về ha. Mẫu mã đẹp xuất sắc luôn. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 900.000. Mã số 35. Nhiêu? Mã số 32 nha anh em nha. Mã số 32 ha. 900.000. Vô cho anh em là một con gì luôn mà Ngọc không biết luôn, hình như là nó của thằng gì ta. Nó thiếu hai cái nắp xăng nè, thiếu ô sơi nè. Lăn được. Mà không biết có con gì luôn nè. Mua nhớt con nè. Mà Ngọc không hiểu là như là nó của thằng nó có tem ta. Anh em coi thử máy này máy gì anh em chỉ dùm Ngọc rồi. Nó có nhiêu này bán nhiêu này nha. Bán đại cho anh em 400.000 luôn rồi. Nó giống như của thằng thằng gì ta, thằng hu vậy, hu ná vậy. 400.000 bán đại đi. Nhiêu? 33. 34 nè. 34 vô cho anh em là một con Gensuret ha, Gensuret ha. Con này Gensuret nè. Sơn ở trên nó bị nổ nè ha, sơn ở trên bị nổ nè. Răng chén bát nằm dưới đây. Không biết giật được không biết gì. Ôi tụt giật anh em, tụt giật rồi. Thôi con này bán cho anh em 450 nha. 34. 35 nè. 35 nè. Con kia kìa. 35 nè, vô cho anh em nè. Vô cho anh em là một con 35, là một con Estin 041 nha. Đó, con này hơi chốc sơn xíu thôi, này bán rẻ anh em luôn. Giật hơi đi. Hơi còn căng đét à. Con này bán cho anh em 550 nha. Con đó luôn. 35. Rồi, vô con này là Mitsu T 200 nè anh em. Dây nó bị đứt cái đầu dây buri rồi nha. Mà đây thì là in cái nòng của nó là 200 nè anh em thấy không? Đó. Thì chữ da băng thì Ngọc không thấy đâu. Rồi mắt in da băng nằm đây rồi.
con này hàng Nhật rồi, nòng 40 ly nè, mắt in da băng nè. Ồ ngon à, ngon à, ngon à. Rồi giật máy luôn, giật hơi con này luôn. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 900.000 nha, 900.000 ha, bán dày luôn 900.000 luôn. 36 nòng 40 ly nha. Có con này Ngọc thấy nó đẹp lắm nè anh em. TT969 nha. Nằm trong bãi như là tàu xuất Nhật á ha. À, bố nó còn đẹp lắm. Mình sang con nè. Mình sang con sang dứ luôn ha. Giật hơi cho bà con nè. Hơi giật ngon nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 670.000 nha. 37 con này nằm 40 ly luôn á. Ba tám vô cho anh em là một con gì nữa đây, cái này nó không có đời tên gì hết trời, mà con biết là nó hiệu gì luôn á. Rồi còn bông nhất con nè, chuông con nè, ha, bố còn nè, mình sang con còn luôn kìa, mất cục lửa thôi, nó bị mất cục lửa rồi. Rồi con này bán cho anh em đại 400.000 nha. 38 39 nè, 39 vô cho anh em làm một con echo ha, con này mất bình sân con nè, mất bình sân con, một coi thứ hình như nó mất cái cục y sơi luôn rồi anh em. Con này giật được nè, nó đời của thằng echo CS3600 nè ha, 3600 răng chuông đẹp nè. Rồi nó chỉ mất bình sân con với lại y sơi thôi. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 450.000. 39 vô cho anh em là một con gì đây, con G320 ha, G320 ốp làm nó dày ha, ốp làm nó bị dày, nó thiếu bình xăng con đây. G320 bên trong nó thì lại sáng trưng rồi nè ha. Để Ngọc kiếm chai xăng nào Ngọc đổ vô cho. Nổ không? Biết đâu nổ sao anh em ha. Giật thử nữa không? Thôi. Này chắc ướt bù rì vậy. Đổ quá trời luôn rồi. Thôi để cho anh em cái cục này nha. Đó, để cục này giờ sang đồ nha. 430.000. Mã số 40. Vô cho anh em làm một con Hummelit màu bạc nha. Hummelit màu bạc ha. Đây. Hummelit nha, con này đẹp nè. Bị xăng con còn kìa. À, kim chỉnh chó trên xăng con kìa. Giật hơi cho bà con nè. Rồi thuộc chó rồi. Con này thuộc chó rồi nha anh em nha. Con này thuộc chó rồi, không biết được không biết nha. Bán cho anh em 300.000 luôn ha. 300.000. 41. Vô cho anh em là một con Huana ha, Huana có nhiêu này bán nhiêu này luôn nha. Cái này về lấy được cái gì không ta, coi thử Isoy lấy được không. Nó là Huana 240 nha anh em nha. Đây 240 nè, không biết anh em về lấy được cái gì không biết gì. Bình xăng con nè, lửa rồi đó, cứng rồi, bán sát cho anh em luôn, bán hên xui luôn. 350 hả? 42 nhớ nha, con này kỹ nè anh em chốt nha. Đó, giờ lấy được gì lấy nha. Rồi 43 này, vô cho anh em một con lửng mực nha ha, con lửng mực Boro 21 ha, mất cái này nắp bùi trên. Rồi giật được, giờ bán cho anh em về sưu tầm nha, 250. 44 45 vô cho anh em là một con cu lóc này ha, con cu lóc này, con này thì mất nắp xăng nha. Đó. Bình xăng con kìa. Rồi giật hơi nè. Đó, quá ngon luôn, con này để anh em 250 nhiêu. 45 46 nè, vô cho anh em là một con cu lóc nè ha, con này bị mất bu ri rồi ha.
móc bộ đi rồi, giật hơi cho bà con nè. Móc bộ đi giật hơi còn được nha. Bán cho anh em 250. 6. Đây đây đây. 47 vô cho anh em cái đầu nén nè. Ha. T22 nha, T22 ha. Này thì nó còn như này bán như này nha. Lăn 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 thử ti nó có chạy không. Rồi đang 3 ti còn chạy nha. 3 ti còn chạy nè. Rồi, cái này đẹp nè. Về cho anh em lấy phụ tùng mà dọn dẹp gì tùy anh em nha. Anh em muốn sửa gì lên ha. Rồi, cái này đỡ cho anh em 470 ngàn. 47. 48 cái đầu nén này, cái này đầu nén này sao nó đẹp dữ vậy chị. Lăn được nè. Đẹp lắm nha. Mà nó mất cái nắp này rồi. Đỡ cho anh em nén này, đỡ cho anh em 350 nha. 350 ngàn. 48. 49 nè, đầu nén tâm 260 nữa nè, ha. T2 cũng là tâm 260 hết nha. Hai cái nén này tâm 260 hết. Rồi, cái đầu này đẹp nè, 300 ngàn. Mấy cái này là về tự dọn lại nha anh em nha. 39. 49. Tự 49. 50 nè, có cái lóc nè, nhìn kỹ cái lóc này coi thử ít tin gì nha. Này chúng 028 đúng không? Lóc này thì có nhiêu này nha. Bên trong này có gì nữa cái gì. Lóc này lăn dơn lăn im rồi. Này gỗ ít tin 024 hay 028 gì không phải không ta. Cũng rành đó. Thôi đỡ lại cho anh em 250 đi. 250. Nhiêu? 50. 51 nè. Vô cho anh em một cái lóc luôn nè. Lóc này cũng Makita ha, Makita. Lăn dên lăn nè. Rồi có cục lửa này mà biết được coi để giật nè. Rồi. Cái này đỡ cho anh em 170 ngàn nha. Đó, có ốp lam. Không có chuông nha. Có ốp lam ở đàng hoàng. Ốp lam đâu? Ốp lam nè. Tay cầm nè, gạt nè. Giật nè. Này giật trợ lực luôn đó chứ. 170 ngàn. 51. 52. Đó, 52. Vô cho anh em là một con Echo. Con này thì nó bị cứng rồi sao ạ? À? Cứng rồi. Coi nè. Cứng rồi. Mà nó đời của thằng Echo có bơm nhớt mà. Đời của thằng Echo GC35A ha. Có nhiêu này bán nhiêu này cho anh em nha. Về anh em lấy được gì lấy nha. Đó. Rồi, cái này để cho anh em 350 ha. 350. Mã số 52. 53 nè. 53 vô cho anh em là một con Echo nữa sao ạ. Rồi, Echo này Echo 361 nè. Thuộc cha. Anh nào bữa dặn Echo 361 đâu, lấy xác nè. Xác nè, Echo 361 nè. Nhìn nó cứng rồi sao ta. Nhìn kỹ cái nòng đó kìa. Không lăn được ta. Lúc lắc qua vậy được không vậy? Rồi, về anh em làm tiếp nha. Đó. Có nhiêu này bán nhiêu này thôi, về lấy được gì lấy nha. Không có bình xăng con luôn. Rồi, cái xác nè. Anh nào dặn bữa đây, 361. Rồi cái này đỡ anh em 350. 53. 54 nè. À, 54 vô cho anh em là một con Makita ha. Makita nè. Makita tay cục nha. Đó là 2930 nè, bố nè, bơm nhớt nè. Bình xăng con nè. Hết. Đăng được. Rồi. Con này để cho anh em giá 250 ha, 250. 54. 55 nè, vô cái lóc nè, lóc này là lóc cưa nữa nè. Cưa này. Bơm nhớt còn nè. Này giống cũng 028 như ta. Biết phải biết gì.
02804 mà đời của tay nhôm á anh em. Anh em làm thợ anh em coi thử kỹ anh em chốt nha. Chứ còn cái này là hỏi Ngọc là Ngọc không biết đường trả lời đâu nha anh em nha. Đó. Rồi. 250. 55. Sáu vô cho anh em là một con G nè ha. G đây là G320 nè ha. G320. Buồn lỏng. Có nhiêu này bán nhiêu này cho anh em nha. Cái tầm đó nè. Lăn được nha. Ủa chà chà, bê tông gì còn đẹp luôn. G320 nha anh em nha. Nó là G320 ha. Này ốc nó còn lỏng này, đỡ lại cho anh ta luôn. Rồi dẫn vô lại đi. Rồi cái này để cho anh em 200.000 nha. G320 200.000. 56. Rồi có cái con Echo ha. Echo 302 nè. Trời ơi bít tông kìa. Nó gãy cái đuôi kìa. Uổng dữ trời. Nè ha. Thử Ngọc là đổ chiến xăng vô nữa không. Không nổ luôn. Đẹp ghê luôn. Đi sơi còn nè. Ủa đâu có bù ri đâu biểu nó nổ. Ủa. Rồi con này để cho anh em giá 250. Nhiêu? 52 hả? 57. 58 nè. Vô cho anh em là một con Echo 281 nè. Con này nó còn y sơi trên nè anh em. Thấy không? Nè. Còn y sơi trên. Bố chuông còn. Lăn được nè. Còn bình xăng mẹ nè. Rồi 230.000 nha. Echo 281 nòng nằm 230.000. 58. 59 nha. Có con Xtin nha. Xtin này là Xtin 011 nè. Chuông nó nè. Bơm nhớt còn nè ha. Rồi cục này để cho anh em 200.000 lăn được nha. Có thấy lăn được nè. Lăn hơi còn căng đét à. Nặng tay luôn á. Rồi 200.000. 59. 60 nè. Vô cho anh em là một con Makita ha. Makita. Makita này là 2022 nè ha. Về cho anh em chế cháo đồ. Gãy bô ri rồi. Này nó bị gãy bô ri rồi. Cứng luôn ha. Cái này bị cứng luôn. Rồi cái này để cho anh em 200.000. Nhiêu? 60. 61 vô cho anh em là một con Robin NB 23 nè ha. Tâm rồi nè. Mắc bố rồi, lăn được nè. Tụt dây giật nha. Nó bị tụt dây giật lăn được thiếu bô ri ha. Rồi, bể bình xăng. Cục này đỡ cho anh em 190.000. Nhiêu? 61. 61. Alo 61 nha anh em nha. 62 vô cho anh em một con Tanaka ha, APA ha. Nó là gì TCG23 ha. Tì bảy khí. Tì bảy khí. Giật được nè. Con này giật được nha. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là để mình xăng à. 280.000. À 250 đi. 62. 62. Vô cho anh em là một con TD 24 ha, 24. Con này thì phải chơi test nè. Bình xăng dưới nha. Thiếu bố nha. Giật hơi cho bà con nè. Rồi con này giật được nè. À, giật nè. Rồi, bán vậy luôn. 280.000. Sao mấy? 63. 64 vô cho anh em là một con đây nó là 220 nha, 220. Nó mất cái chất puri rồi. Giật hơi cho bà con nè. Dây công tắc nó nằm nè.
con này giật được nè, tụt giấy giật luôn rồi anh em ha, bán về cho anh em luôn nha, 250 ha, bình xăng không biết nó có bể không, không biết nữa nè, 250 nha. 61 64 chứ 65 vô cho nên là một con TG22 ha, TG20 chứ, TG20 con này bị tụt cây giật nha, con này bị tụt cây giật mà. Tụt cây giật nha, mẫu mã nó nè, bình xăng còn rồi ha. Rồi tim 10 khí ống 24 nha, rồi con này bán cho anh em giá nó là 200.000, ở đâu 220.000. sao mấy 65 66 vô cho nên là một con TD24, con này còn bố nè ha, còn bố nè, tụt cây giật nữa rồi, cái xe tép còn rồi, giật hơi cho bà con nè. Rồi con này giật được, tụt cây giật luôn rồi ha. Con này bán cho anh em 300.000, 36 66 chứ. 617 nè, vô cho nên là một con Echo nha, Echo này là Echo 352 nha ha, 352. Con này thì cái này để làm cái gì ta, bẻ cha nữa cho nó nhị tiền cước. Ô con này bị cứng rồi, con này nằm 36 ly mà bị cứng rồi nè, bố này dày khui rồi ha. Rồi con này để anh em 250 nha. 67 68 vô cho anh em làm một con Sinowa S25 này ha, S25 nè. Con này còn cục ICTS nè, con này thiếu giật, này lăn được nè ha, lăn được nè. Rồi con này bán cho anh em giá 280.000 nha. Nhiêu? Sao mấy? 68. Con này 68 nha. 69 vô cho anh em một con Tanaka ha, con này thiếu bố nè, bình xăng còn nè. Bình xăng mẹ thì còn mà không biết nó có lủng, nó lủng chỗ nào thì không biết nha. Tanaka 2000 nha. Rồi giật thử ơi. Rồi con này bị cứng nha, mà còn được chấu quanh Boro 2 cục kim nè, ra đỏ nè ha. Rồi, để cho anh em con này giá nó là 200.000. 69 70 vô cho anh em là cục Maru ha. Maru đây là Maru số điện thoại Nhật nè. Anh em lấy số điện thoại Nhật gọi đi nha anh em. Maru đây là Maru, không biết Maru bao nhiêu. Bể này, bể bên xăng này nè. Nó hai chân ốc nè, tâm liền nè. Ồ, sức trái anh em ơi, sức trái rồi. Về nhà anh em sàn, anh em lấy được gì lấy nha. Đỡ cho anh em 170.000, 170.000 nè, mã số 70 nè. Vô cho anh em cục TL20 nè hả, TL20 nha, đó, TL20 nè, lăn được nè, giật đi. TL201 20 TL20 nha. Đó, có nhiêu này bán nhiêu này nha. Rồi. 290.000. 71. Bích tông thì đẹp nha. Ừ. Tông nhìn thấy nó đẹp nè ha. Vô cho anh em là một cục máy thuốc nha. Con này giật được nha, mắc buri rồi, giật đi. Rồi, bị mắc buri rồi nha anh em nha. Đó, giật được, mắc buri. Con này bán cho anh em giá nó là 280.000. 72. Vô cho nên là một con Mitsubishi ha, Mitsubishi T110 nè, bình xăng bưởi. Có nhiêu này bán nhiêu này nha. Bây giờ anh em lấy được IC thì lấy được cái gì lấy nha. Này tâm rời nữa chứ. Rồi. Xấu xí gì. Rồi để anh em 150 nha. Nhiêu? 73. 74 nè, vô cho anh em là một con Sinowa ha. Xin hôm qua này là 231 nè ha. Đó, cái lốc này 231 nè. Giật đi, giật đi. Ừ, bê tông đẹp ghê. Bên này thì nhìn bê tông đẹp lắm nha anh em nha ha. Rồi, cục này để anh em 200.000 nha. Xin hôm qua 231 nè ha. Để anh em 200.000. 74. 75 vô anh em một con Tanaka này ha. Tanaka này, Tanaka nè. Nó còn chơi bình xăng con luôn nha, nó còn bình xăng con luôn mà nó bị sức trái rồi anh em ơi, nè nhìn này sức trái rồi ha. Đi sơi còn nè, về chỉ lấy là ổ giật nè, áo nè, đi sơi nè, tâm nè ha, dư lào rồi ha, bình xăng con nữa nè, bình xăng con cũng 7-6-70.000 gì rồi. Rồi để cục này cho anh em giá nó là 200.000 nha. Nhiêu? 75.
vô cho anh em là một con cơm Mitsu ha, cơm Mitsu G2K G2H ha, G2H. Tung rồi nha. Bình xăng bởi rồi. Giật đây, giật hơi. Cứng, con này bị cứng nha. Con này bị cứng, bán cho anh em giá 180.000 nha. 16. Vô cho anh em là một con TF24 nha ha, TF22 nha. Con này TF22, còn bình xăng của vũ bơm đã. Con này lăn được chứ. Lăn được nha anh em nha. Ồ, cứng rồi. Cứng rồi. Cứng rồi, lăn được. Con này lăn được nè, bị kẹt cái gì trong đây nè. Ha. Rồi, đổi cục này cho anh em 150 nha. Thôi 100.000 đi. Nhiêu? 78. 77 hả? Mã số 77 nha anh em nha. 100.000. 77. Vô cho anh em một con Mitsubishi nè, không biết là TL23 hay là TL20. Mà nó bốn chân ốc luôn nha. 231 hay sao á. Bốn chân ốc nha anh em nha, lăn được nè. Rồi, để cục này cho anh em, nó bị bể lốc ở đây nha. Bô mục luôn. Để cho anh em 200.000. Nhiêu? 78. Vô cục G2 đôi ha. G2 ca sơi chứ. Này G2 ca sơi. Rồi, có nhiêu này bán nhiêu này nha. 150. 79. Vô cho anh em nè ha. Con này là con này lăn giật được luôn nè. Con này là rồi. Con này nó là 352 nha. Echo 352 nha anh em nha. Nằm 36 37 gì ạ. Bố nó thì đẹp luôn. Dây giật mới chát. Rồi. Con này để cho anh em giá nó là 350.000 nha. Nhiêu? 60 hả? 80. 81 nè, vô cho anh em một con Rubin tum rời 260 nè ha, Rubin nha. Con này thì ủa con này bị mất cái cục bị sơi rồi. Con này bị mất cục bị sơi anh em. Giờ lấy Rubin cốc bỏ vô nha anh em. Mình xăng con còn luôn nè, rồi giật hơi đi. Rồi nó giật được nè. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 200.000. Còn bên xăng con luôn nè. Một kim luôn nè. Nhiêu? 81. 82. Vô cho anh em là một con Honda nè. Honda 4 thì nè. Honda 21 nè. Cứng mẹ rồi. Cứng à. Cứng anh em. 200.000. Tôm 260 nha. 82. Vô cho anh em là một con Kawasaki ha. FS Yanma 40S. Con này giật ngon luôn á. Giật đi. Cái tông trắng bóc. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 250. Rồi gắn xịt thuốc nha. À phun phân nha. Nhiêu? 8 mấy? 83. Chế nè, chế cháo luôn ha. Giờ chế cháo là ngon á. Cánh quạt này. Rồi có đầu bò. Tí này hình như là tí vuông hay sao anh em à. Nè. Nhìn không rõ luôn á, tí vuông sao á, lăn được nè. Để anh em 90.000 thôi. 84 hình như nó là ống 24 hay 25 gì á. Ha. 84 90.000. Rồi, cái lốc này để cho anh em, lốc này của thằng Rubin nè, ha. Một cái nè. Lốc này hình như cũng nghệ trôi sao á ta. Rubin 40 nha. Có cục bị sơi luôn nè. Không biết phải con Echo. Hai cái để anh em 100.000 nha. 85. 86 có con cục này. Không biết của thằng nào luôn. Hình như là Isaki nó là Hikuki á ha. Hikuki mà cái con máy mà màu xanh 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 lá cây á. Rồi. 50.000. 86. Rồi còn có bốn cái tôm này nha. Tôm này của Hikuki nè ha. Tôm này thì lăn được. Tôm này của TL nè. TL 201 202 tôm liền 20. Đây tôm rồi là cứng rồi. Cái này cũng cứng luôn nè. Này là của ba Echo 341 nè.
341 23 hay là 452 gì á, hay là 451 gì á, 4115 gì á. Rồi, 100.000 4 cái. Đảm bảo. Rồi có cái cần tâm rời 260 nha, ha, tâm rời 260. Cần này thì cái đầu bò bằng nhựa nè ha. Rồi bán cho anh em 150. 8. Rồi có cái cần của Shindawa S25 nha. Đó, Shindawa S25 nè ha. Đó, bình xăng trên á ha. Tâm rời nè. Này cũng 260 mà của thằng Shindawa nha. 300.000. Tám chín. Rồi, nói trong ngọc lên đây coi nhiêu này cũng nhiều rồi ha. Chúc anh em luôn mạnh khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.